Dịch tuyển chồng của các cô gái trên mạng thôn hội vốn chẳng phải là hiếm nhưng nhiều lúc có những trường hợp có phần hơi bị thái quá khiến cho tập thể mạng được dịp xôn xao. Mới đây nhất, mạng thôn hội Trung Quốc có lan truyền một bức ảnh cực kỳ sexy của một nữ người mẫu nước này với tiêu đề: Tìm một người chồng tốt năm 2019. Bức ảnh ngay sau đó đã nhận về nhiều lượt tương tác và ý kiến trái chiều. Cô gái này vừa có màn tuyển chồng gây bão mạng thôn hội, danh tính của cô gái lên mạng tuyển chồng này là Anna Kim 1990, hiện đang là một người mẫu ảnh kim diễn viên. Bức ảnh cô nàng mặc chiếc áo hai dây trễ nải được chụp trong một chuyến du lịch gần nhất. Tờ Soho của Trung Quốc cũng nhận định, có vẻ như như Anna Kim đang đặt ra mục tiêu tìm một người nam nhi để kết hôn. Từ khi đổi tên trang cá nhân, cô soạn xỉn xuyên qua ảnh sống quý phái chảnh, đi du lịch và ăn mặc sexy. Những ý kiến trái chiều đã được đưa ra ngay sau khi được lan truyền trên mạng, dân tình đã có những ý kiến cực kỳ không giống nhau để bình luận về cô gái này. Có người đồng ý cho rằng đó chỉ là câu nói đùa kèm bức ảnh buông lơi nhưng cũng có cơ số tài khoản đồng loạt chỉ trích Anna Kim đang khoa thân trá hình đồng thời dùng bộ ngực khủng kia để thu hút sự chú ý. Bạn đăng ảnh sexy cũng được nhưng hãy dùng các sân khác được không? Như thế này mình thấy câu ly ke quá đà rồi đó. Tuyển chồng cái nổi gì, có mà khoa thân thì có ảnh ra mê thủ đẹp quá, nhưng nó có hơi hở hang quá mức một chút không? Sao mọi người cứ đặt nặng nề vấn đề lên thế nhỉ? Mình thấy cô ấy đăng ảnh đó cũng bình soàn xỉn mà. Nhiều người còn có cả ảnh mặc bikini hở hơn thì sao? Nhiều người không tán thành với cách khoa thân của cô gái. Một số khác cho rằng đây có thể là chiêu trò thu hút sự chú ý của Anna Kim. Theo mày mò thì Anna Kim có mẹ là người Pháp, thân phụ là người Lai Trung Quốc Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trường đào tạo biểu diễn nghệ thuật Neo, người đẹp đã trở về Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và diễn viên. Thế nhưng, thay vì đi lên bằng tài năng, cô gái này nhiều người biết đến bằng loạt tai tiếng khi liên tiếp có những màn khoa thân phản cảm cũng như có mối quan hệ trên mức đồng với một nam diễn viên 71 tuổi. Đặc biệt, kể từ khi gây xôn xao với màn tuyển chồng, trên trang cá nhân Anna Kim liên tiếp khoan những bức ảnh diện ngắn quần bốt lửa hay những chuyến du lịch quý phái chảnh. Anna Kim và lùng sùng tình ái với người đáng tuổi thân phụ. Cô nàng cũng hay thể hiện sự quý phái chảnh qua các bức hình.